Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Việt Hùng. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Vượt qua sa mạc của tác giả Kyu Harvey. Thì tôi đọc cuốn sách này để tặng cho những người không có thời gian đọc sách và những người không có khả năng đọc sách. Tôi xin phép được đọc phần Sự sống và cái chết trên sa mạc. Các sa mạc là những nơi nguy hiểm, hoang sơ và khắc nghiệt. Nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh của chúng đẩy sức chịu đựng của con người tới giới hạn cuối cùng. Những cồn cát trải dài vô tận và những đồng bằng sỏi đá của chúng cũng khiến cho việc định hướng trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng nguy hiểm lớn nhất lại là chúng là những nơi khô nhất trên trái đất. Chúng hút cạn nước ra khỏi mọi thứ như một miếng bọt biển khô tham lam. Một sa mạc là nơi có lượng mưa dưới 100mm mỗi năm. Điều đó nghĩa là mưa rất ít, ít đến mức chỉ có những loài thực vật, động vật kiên cường nhất, đặc biệt nhất mới có thể sống sót được. Vì vậy, đối với con người, nơi này không chỉ có gì để uống mà còn có rất ít thức ăn. Quả thực, vẫn có một số nhóm người sinh sống trên sa mạc và họ đã rèn luyện được những kỹ năng cần thiết để sống sót. Trong Sahara và các sa mạc Ả Rập, các bộ tộc du mục có cuộc sống nay đây mai đó với những đàn gia súc giỏi chịu đựng như dê và cừu, liên tục di chuyển để tìm kiếm nguồn sống. Họ biết tất cả những ốc đảo và giếng nước trong sa mạc. Họ có thể tìm được đường ngay cả khi gió làm thay đổi vị trí của các cồn cát. Nhưng họ đã sống như vậy hàng ngàn năm. Còn những người khác thì tốt nhất là nên tránh khỏi nơi này thật xa. Các sa mạc chiếm 1/5 diện tích của trái đất. Sa mạc rộng lớn nhất, Sahara, chiếm tới 1/3 châu Phi, một diện tích xấp xỉ toàn nước Mỹ. Nó cũng là một trong những nơi nóng nhất trên trái đất, với nhiệt độ có thể lên tới 58 độ C. Tuy vậy, kỷ lục về nơi khô nhất tại sa mạc Atacama ở Chile, nơi có nhiều năm không hề có chút mưa. Các sa mạc cũng khác nhau hơn bạn tưởng. Chúng không chỉ toàn cát và cũng không phải luôn luôn nóng bỏng. Ví dụ như sa mạc Gobi ở châu Á được xếp vào loại sa mạc lạnh, dù trong mùa hè nhưng và mùa đông, nhiệt độ ở đây lại giảm mạnh xuống dưới mức đóng băng, mang đến những cơn gió buốt giá và thậm chí cả tuyết. Bất chấp những nguy hiểm, sa mạc vẫn có một sức hấp dẫn đầy lãng mạn, và người ta vẫn dấn bước vào đó hết lần này đến lần khác, thường là không được chuẩn bị đầy đủ. Các sa mạc có thể đẹp đến sững sờ, nhưng sức hút của chúng còn hơn thế. Cho đến mãi gần đây, chúng vẫn nằm trong số những thử thách lớn nhất đối với các nhà phiêu lưu mạo hiểm, là những nơi cuối cùng trên trái đất chưa được khám phá và vẽ lên bản đồ. Những câu chuyện trong cuốn sách này nói về những con người mà vì nhiều lý do khác nhau đã đánh liều sinh mạng của mình trong những vùng đất khô cằn nhất thế giới. Với họ, sa mạc có thể là một thử thách, một nơi ẩn giấu những điều bí mật, hoặc chỉ đơn giản là một trở ngại cần phải vượt qua. Nhưng những cuộc phiêu lưu của họ bắt đầu khi bước chân ra khỏi thế giới của chính mình để đi vào những vùng bí ẩn. Những câu chuyện của họ là chuyện về sự gian khó, cơn khát và nỗi tuyệt vọng hòa chung với kỳ tích và khám phá. Nhưng trên tất cả, họ chứng minh rằng những gian nguy của sa mạc là điều không thể xem thường. Một số phận khắc nghiệt đang chờ đón bất cứ ai dám nghĩ ngược lại. Cảm ơn các bạn đã nghe. Chào các bạn.